Xin hai xin chào mọi người, mình đây cậu Rõ Vàng đây và chào mọi người đến đã trở lại với Hollow Isle. Thì hôm trước chúng ta đã chơi solo run rồi, nên là sẽ bắt Hollow. Chỗ này spam liên tục luôn này, chỗ mà người máy mà chơi cái spam cái này nó hay hơn. Chạy không cho, ở trong này rất là nhiều đứa nha, không chỉ riêng một mình tôi đâu. Đã mẹ rồi, trời ơi, skill giờ hốc mẹ thôi. Ui, chết hết luôn rồi. Còn mình tôi ở đây mấy. Này còn một đứa nhất thôi. Không, quên quên luôn. Game dễ dữ. Trở lại nè. Ui, chỗ này mà spam hơi bị kinh đấy. Spam liên tục là hơi bị kinh đấy. Đi đùa đâu. Nó cực kỳ đông luôn. Chắc là sẽ chơi không? Xe máy của tôi. Ê. Ui. Trời. Lại chúa. Tôi giữ mới vô mà trả được cái gì ấy. Chắc tìm được cái gì đang hay. Có đi đường khác vậy. Hàng nắp cống các kiểu. Đồ tiêu dùng gì hay không. À, level đủ rồi, xăng thôi. Ngoài rồi có hàng level 2 rồi. Đẹp mà ăn du kìa. Cần công viên. Ui. Ui, công viên. Công viên đây rồi. Thì bố mày là chùm rồi đấy. Cái đống này sao đi đánh nhau. Vô mồm. Lại spam nữa này. Ôi, không bye bye bạn ơi. Hốc luôn. Ván cuối nè, 4 ván. Ai đồng quá lát quá. Đồng quá lát. Ui. À nhầm, nhìn tao. Đến công viên chứ. Mày dẫn điếu. Công viên mà tìm ra công viên quá trễ rồi con. Không khí đông này đó. Thank you.
Này công viên chúng tôi. Cái gì mà spawn liên tục cái này? Công mình nó gian không? Ok thì video đến đây kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người. Nói chung là series này kết thúc rồi.